hát này. Có lẽ anh sẽ là một người khác, một người xa lạ, nơi cuối con đường, hướng theo mỗi bước chân em đi. Ready. Đến những gì đang nghe, anh đang thật buồn vì cảm xúc chợt đến và hình ảnh em hiện về. Em nhìn anh và em cười, ôm anh trong vòng tay. Và nếu anh rời khỏi nơi đây, anh sẽ chỉ là một người xa lạ vì thời gian bên ngoài thật khác. Anh nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người sẽ anh sau bài hát này khi anh đã không còn là anh. Anh đã không quan tâm vì em đã đến mang cảm xúc trong anh đi xa mãi. Anh luôn trong tim anh đi rồi và bắt đầu những ngày mới nơi phía cuối con đường. Anh như một người xa lạ đang đứng nhìn em bên ai và vui cùng ai bên ai. Và nơi đôi tay đó có còn hơi ấm của anh không, còn nơi trái tim đó có còn rung động vì anh không phải là người mất đó tồn tại cho gì vì anh không. Người đó sẽ dừng lại, người đó chính là anh. Sao có những lúc anh đã cố gắng muốn được gần lại kéo em gần lại đây.